Qua gì là các cô gái có hàng triệu người theo dõi nhờ những tấm ảnh khoa vẽ ngoài dễ thương, lung linh cùng cuộc sống thanh lịch chảnh mà ai cũng mơ ước. Tuy nhiên, hình ảnh trên mạng và hình ảnh ngoài đời của họ có giống nhau hay không thì còn là một dấu chấm hỏi. Thế nên mới có chuyện cứ lâu lâu, dân tình lại được phen hoảng sợ hốt với những pha bóc phốt nhan sắc thật của Wajie, hoặc không thì cũng là câu chuyện dở mộng của các chàng trai khi hẹn hò gái xinh qua mạng. Bởi vậy mới nói, mọi thứ trên thôi thì cứ tin 50% thôi, nếu không muốn bạn dạng thân phải sốt lên sốt xuống. Wajie 1,8 triệu follow gây sốc khi lộ diện nhan sắc như bà thiếm 50 tuổi vì bị chụp lén. Wajie mới đây nhất bị bóc phốt nhan sắc có tên là Nhị Lâm Lâm, sinh năm 1994 đến từ Hắc Long Giang, là một khuôn mặt cực nổi trên. Với nhan sắc khả ái ngọt ngào, làn da trắng, dốc dáng cân đối, Lâm Lâm đã được nhiều nhãn hàng ưa thích chọn làm đại diện quảng cáo. Tuy nhiên, trong một lần đi sắm sữa cùng bạn trai, Nhị Lâm Lâm đã lọt vào ống kính của một người qua đường. Trong những bức ảnh chân thực đến không thể chân thực hơn này, còn đâu nữ thần Nhị Lâm Lâm khí chất dịu dàng, dễ thương nhẹ nhàng mà nhiều người hằng theo đuổi. Trước mặt mọi người chỉ có một cô nàng trong nghi bà thiếm với thân hình mập mạp, khuôn mặt già nua. Nhị Lâm Lâm qua ống kính người đi đường nhìn như một bà thiếm 50 tuổi. Tất nhiên, sau vụ này, nàng Wajie đã bị mất đi kha khá fan, đồng thời bị ném đá một thời gian dài vì sống ảo quá mức. Chàng trai sụp đổ sau khi đến nhà ga đón bạn gái quen qua mạng nửa năm, tôi thật sự không chấp nhận được. Việc hẹn hò qua mạng hiện tại không còn là chuyện hiếm nữa. Và anh chàng có tên Tiểu Phong trong câu chuyện dưới đây cũng có một cô bạn gái quen trực tuyến như thế. Thậm chí anh chàng còn cảm thấy may mắn vì quen được một cô nàng trông rất xinh. Thế nhưng sự thật đã chứng minh, mơ mộng lắm thì cũng bế tắc nhiều. Ngày hẹn gặp, Tiểu Phong đã đến ga tàu sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ để tạo ấn tượng với bạn gái. Nào ngờ đâu, ấn tượng chưa thấy, sửng sốt rồi bế tắc đã lần lượt xuất hiện. Lý do là vì bạn gái của Tiểu Phong ngoài đời nhìn chẳng giống gì trên ảnh hết. Nhưng khi đón cô ở ga tàu, Tiểu Phong lại cảm thấy bế tắc hoàn toàn vì trong cô nàng khác xa trên hình. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ngoài đời, Tiểu Phong thú nhận sau đó rằng, tôi thực sự không chấp nhận được. Nhưng vì dù sao cô gái cũng đã cất công đến đây nên Tiểu Phong vẫn thanh lịch mời cô một bữa sau đó nói lời tạm biệt. Nữ thần dở tan hình tượng vì lộ nhan sắc thật trên sóng live stream, các fan nam khóc ròng bế tắc. Một nữ thần khác bị bóc phốt nhan sắc có tên là Đinh Đinh. Cô nàng Wajie này vốn là nữ thần trong mộng của rất nhiều chàng trai. Đinh Đinh đến từ Trung Quốc và chiếm hữu hơn 280.000 lượt follow trên trang cá nhân. Trong những bức hình được đăng tải lên trang cá nhân, nhìn Đinh Đinh lúc nào cũng lung linh, với làn da trắng sáng, dốc dáng thanh mảnh, cùng khí chất khác lạ dịu dàng. Cô nàng tầm thường xuyên đi du lịch và càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn với những xuất hình đẹp như cắt ra từ tạp chí. Nhân vật chính trong vụ dở mộng lần này là một cô nàng quá dị tên Đinh Đinh. Nhưng rồi mọi mộng tưởng về một nữ thần tuyệt vời không thì vết đã dở tan tành khi những hình ảnh của Đinh Đinh trong một lần live stream được tung lên mạng. Khác với nhan sắc khả ái, thoát tục và dịu dàng bình tầm thường, thiếu đi lớp trang điểm và những ứng dụng chỉnh sửa, Đinh Đinh thực tế trông nhợt nhạt và tầm thường xinh hơn hẳn. Đinh Đinh trên sóng live stream để lộ làn da nhợt nhạt nhiều khuyết điểm, mũi thâu hơn, bọng mắt lớn, cằm thiếu thon gọn. Nói tầm thường là hoàn toàn không được xinh xắn như trong hình. Gương mặt thật của Đinh Đinh được tiết lộ qua một lần live stream khiến nhiều người sốc. Tất nhiên, buồn nhất lúc này chỉ có những chàng trai trong fan lớp của Đinh Đinh thôi, trời ơi, chẳng giống trên hình tí nào vậy. Sao nhìn mặt cô nàng cứ kỳ kỳ thế nhỉ? Hít, một nữ thần của tôi lại ra đi.